với hơn 96% lao động đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán 2022, đây là mức kỷ lục được ghi nhận trong nhiều năm qua. Để phục hồi sản xuất kinh doanh, dự kiến năm nay các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần thêm 55.000 lao động. Trong đó, lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp là 262.000 trên 273.000 người, khu công nghệ cao là 47.700 trên 51.767. Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp chiếm hơn 1,6 triệu người đã quay trở lại làm việc. Đây là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực tái sản xuất phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố sau đại dịch Covid-19. Theo dự báo của đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội sau ngày 13 tháng 2, lao động quay lại làm việc tương đối đầy đủ. Một số doanh nghiệp đã chuẩn bị được đơn hàng đến tháng 7 năm 2022 nên chính sách thu hút và giữ chân người lao động khá chu đáo với các hình thức lì xì và tăng thưởng phụ cấp những ngày làm việc đầu năm.